quan tới việc hẹn hò, ngoại trừ tin đồn hẹn hò với Lưu Hạo Nhiên bạn diễn kém tuổi trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta nhưng chưa được xác thực. Đàm Tùng Vận, về mẫu bạn trai lý tưởng, cô trung thành với nhân vật Tôn Ngộ Không vì nhân vật này có sức mạnh, mang lại cảm giác an toàn. Trong chương trình mới nhất, Đàm Tùng Vận tiết lộ Tôn Ngộ Không là hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô, khiến nhiều người bất ngờ. Hiện tại, Đàm Tùng Vận trở lại màn ảnh nhỏ với phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao đóng cùng Hứa Khải. Bộ phim phá 27.000 điểm nhiệt trên nền tảng Tenon và hai diễn viên tạo ra được phản ứng hóa học tốt cùng nhau. Đây cũng là bộ phim được coi là lấy lại danh tiếng cho Hứa Khải sau một thời gian chìm nghỉm. Hiện bộ phim cũng đang đi đến chặng cuối. Theo nhiều nhận xét, phim gây bất ngờ cho khán giả khi tiểu thuyết gốc không quá đặc biệt, nhưng khi lên phim lại được xây dựng khá hơn nhờ màn tương tác bùng nổ của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải mang lại cảm giác couple nồng nhiệt. Trong phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, Đàm Tùng Vận tuy rằng đã hơn 30 tuổi nhưng vai của cô nàng vẫn hợp với thể loại phim ngôn tình, sủng ngọt. Mới đây, đoàn phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao đã tung ra những hình ảnh đầu tiên, trong đó có thể thấy Đàm Tùng Vận và Hứa Khải toát ra cảm giác couple thật sự. Xem ra Mỹ Nam Diên Hy Công Lược tiếp tục được bổ sung vào bộ sưu tập trai đẹp màn ảnh của Đàm Tùng Vận. Em Đẹp Hơn Ánh Sao có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em Của Cửu Nguyệt Hy, nội dung xoay quay chuyện tình của cặp đôi chính Kỳ Tinh và Hàn Đinh. Nữ chính Kỳ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ, trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Giữa lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai 7 năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải mang lại cảm giác couple nồng nhiệt. Trong phim mới, Kỳ Tinh đau khổ đã đưa ra một quyết định chấn động, phát sinh tình một đêm và người đầu tư vào công ty của cô nam chính Hàn Đinh. Chàng tổng tài đẹp trai nổi tiếng với biệt danh Hàn Tạt Nước, vì nói câu nào cũng sẽ xoáy vào điểm yếu khiến đối phương không thể trở mình. Tuy nhiên trên thương trường lại nhìn xa trông rộng, bình tĩnh quyết đoán, là một tinh anh trong giới kinh doanh, người đã thay đổi cả cuộc đời Kỳ Tinh sau này. Khi bộ phim chuẩn bị bấm máy, Em Đẹp Hơn Ánh Sao nhận về rất nhiều chỉ trích vì cho rằng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có sự kết hợp khập khiễng cũng như câu chuyện phim không có gì nổi bật. Tác giả truyện gốc còn bị tố đạo văn, nhưng biết đâu khi phim lên sóng, mọi thứ lại khác. Em Đẹp Hơn Ánh Sao bấm máy từ tháng 2 và có thể sẽ lên sóng vào tháng 11 hoặc 12 năm nay. Hứa Khải quyến rũ, chết người trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao, nhưng có tỷ lệ nghịch với diễn xuất. Em Đẹp Hơn Ánh Sao với sự tham gia của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vừa được khai máy. Sự kết hợp tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, một phần vì tác giả truyện gốc từng dính lùm xùm đạo văn, phần khác thì nhận xét sự kết hợp này khá chênh lệch bởi Hứa Khải dạo gần đây không được đánh giá cao diễn xuất, danh tiếng trồi sụt, còn Đàm Tùng Vận vẫn là cái tên đang bay cao trên thị trường phim với nhiều tác phẩm được khán giả mến mộ, có tỷ suất xem tương đối tốt. Em Đẹp Hơn Ánh Sao nói về Kỳ Tinh, Đàm Tùng Vận thủ vai là một hình mẫu nhân tài của ngành khoa học kỹ thuật, vì thực hiện ước mơ mà từ chức không chút do dự, bắt đầu bước vào con đường khởi nghiệp. Vào thời gian đầu, Kỳ Tinh gặp nhiều khó khăn nhưng may mắn thay, cô được sự ủng hộ của Tổng Giám đốc Công ty Y tế Đông Dương Hàn Đình, Hứa Khải. Nhờ sự đầu tư cổ phần của Hàn Đình, công ty của cô thành lập cuối cùng mới đi đúng hướng. Trải qua thời gian làm việc khó khăn nếm trải thành công lẫn thất bại, hai nhân vật chính dành tình cảm sâu đậm cho nhau. Mới đây, Hứa Khải lộ tạo hình tổng tài trong phim. Dù diễn xuất chưa biết ra sao nhưng khó thể phủ nhận, nam ngôi sao vẫn rất điển trai và cuốn hút. Khuôn mặt của anh...
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.